thay vở để gọi là hay lại là lại cuộc đời đúng không? Rồi, bài hôm nay là bài khá dài, nhưng bạn nhìn cái slide, nhìn cái trang của chúng ta có tận 19 trang, tức là gồm cả bài tập. Thế bài này chắc phải học trong vòng 2 tuần mới hết được. Tức là chúng ta sẽ nghiên cứu về một số lực thực tiễn. Thì đây là gọi là một cái giáo án tích hợp của tất cả các sách luôn, tức là trộn hết cả các sách lên. Đấy, không bị sách nào học trước, không bị sách nào học sau cả. Tóm lại là có những trường ở đây, có những trường học trọng lực rồi đúng không? Có những trường học lực ma sát rồi đúng không? Đấy, thế thì ra thiều là học lực ma sát rồi còn gì? Đúng chưa? Ra thiều là thi học kỳ lực ma sát, hôm trước anh phải chữa cho lực ma sát còn gì nữa? Đúng không? Đấy, thế thì hôm nay của chúng ta là chúng ta sẽ đi đầy đủ hết các lực. Đấy, không sót của trường nào cả, nhớ chưa? Đấy, các bạn nhớ ghi bài đầy đủ cho anh nhá. Ghi bài đầy đủ cho anh. Và tí nữa có thể anh sẽ, nói chung là cái phiếu này các bạn có muốn anh in cho các bạn không? Có in cả lý thuyết đây đúng không? Nhưng câu chuyện đặt ra là không được làm mất nhá. 19 trang ấy, nhớ chưa? Không được làm mất đâu. Đấy, rồi từ từ tí nữa mới in, bởi vì bây giờ là chưa biết đủ quân số là bao nhiêu. Rồi, nào, câu đầu tiên, một là mã, phần một là mã, các bạn ghi bài 11 đi. Đấy, một số lực trong thực tiễn. Đấy, bạn không, các bạn chuyên đề một kỳ 2 đúng không? Học phát hết các lực luôn. Một là mã trọng lực. Đấy. Cái thằng Huy đây thì à, thôi cho tự đi. Chú ý vào. Đầu tiên trọng lực này, các bạn ghi cho anh cái định nghĩa này. Trọng lực chính là lực hút của trái đất tác dụng lên vật, nhớ chưa? Ở trong này nó ghi là lực hấp dẫn. Đấy, các bạn hiểu ghi là gạch ngang những lực hấp dẫn. Đấy. Trọng lực chính là lực hấp dẫn giữa trái đất và vật. Trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn. Đấy, trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn. Các bạn đã được học lực hấp dẫn chưa? Chưa đúng không? Rồi tí nữa anh sẽ cho các bạn cái công thức rất thú vị của lực hấp dẫn. Đấy, chúng ta sẽ tính xem là các bạn sẽ có thể hấp dẫn nhau hay không. Ví dụ phong BD có thể hấp dẫn thắng hay không? Đấy. Nào, đấy, nguyên trang 1 là lực hấp dẫn, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trọng lực nào. Trọng lực sẽ được ký hiệu là vector P, được chưa? Có phương thì thẳng đứng rồi. Chiều hướng về gì? Hướng về tâm của trái đất, đúng không? Hướng về tâm của trái đất. Đấy. Điểm đặt là điểm đặt của gọi là trọng tâm của vật, đúng không? Và độ lớn P bằng M nhân G. Đấy, ghi rất đầy đủ các bạn ghi vào. Được chưa? Đấy, ghi vào cho anh đầy đủ, đã cô đọng, rất cô đọng cho các bạn rồi. Đấy, tí nữa sẽ có những cái mà anh nói luôn là tí có những cái mà không có trong này nhá, anh vẫn sẽ dạy cho các bạn đấy các bạn. Đấy, anh dạy bẩn lên, anh dạy bẩn. Mồm thằng Phong ấy, tí nữa thằng Phong sẽ được lên làm ví dụ. Có cả Triệu Phong à, quên. Đó. Triệu gì Phong ấy nhỉ? Triệu Hòa Phong. À đúng rồi, đấy đúng bạn đấy rồi. Chết ngay. Chết ngay. Triệu Hòa Phong cái tên quen nhỉ? Có quen, hôm qua học toán có thấy quen không? Học quá quen rồi. Đấy. À. Anh không biết là mấy anh chị để đâu. Nào xong chưa các bạn? Nghĩ xong chưa? Rồi, chi cho anh hết cái ô vuông này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tiếp tục đi, từ bình tĩnh. Rồi. Đấy. Như vậy các bạn, chúng ta học, anh đã nói các bạn rồi. Môn vật lý có hai đại lượng đúng không? Học đi học lại từ đầu năm đến giờ vẫn có hai đại lượng. Một là vô hướng và hai là gì? Có hướng. Đấy, thế thì cái P này là đại lượng có hướng hay vô hướng? Đấy, có hướng thì cứ nhắc đến có hướng, nhắc đến vector thì lại phải nhắc đến điểm đặt này, phương, chiều và độ lớn. Bạn thấy không? Cứ trả lời được bốn cái ý này là coi như em hiểu cái đại lượng đấy.
được chưa? Cứ trả lời được bốn cái đại lượng đấy là chúng ta hiểu. Thế về sau chúng ta học lực ma sát. Lực ma sát có phải vector không? Trả lời được bốn cái đấy. Lực căng dây tê, trả lời được bốn câu đấy là coi như hiểu bài. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, câu chuyện của chúng ta như vậy. Để anh xem là test xem nào, nó có đang quay không? Ok, quay. Rồi, ok. Tiếp tục nhá. Nào, xong chưa? Rồi, ok. Đấy. Tiếp. Ý tiếp theo, trọng tâm của một vật phẳng. Đấy, trọng tâm. Trọng tâm. Ghi tắt thôi, trọng tâm. Đúng không? Highlight, anh lấy cái bút highlight từ từ. Sao cái này nó kiểu thế nhỉ? À, sao nó không ấy được nhỉ? Từ từ, anh lấy cái bút highlight mà. Sao để đây nó lại ấy nhỉ? Bút highlight này. Nào các bạn này, trọng tâm của một vật phẳng, đấy, mỏng và có dạng hình học đối xứng thì nằm ở tâm đối xứng của vật. Thì nói thôi, bây giờ các bạn bỏ qua đi. Bỏ qua đi, các bạn viết cho anh như thế này cho nó dễ này. Viết cho anh như này cho dễ này. Cái gì thằng nào bỏ nhanh lên này. Ghi cho anh trọng tâm. Trọng tâm. Đấy, trọng tâm. Là điểm mà trọng lực tác dụng lên vật. Đấy, là điểm mà trọng lực tác dụng lên vật. Vậy sẽ anh lấy cho các bạn những cái ví dụ nhá. Các bạn thấy người ta làm xiếc đúng không? Tại sao các bạn người ta xếp được các cái ghế lên mà nó không đổ? Bởi vì người ta biết là đấy, trọng lực trái đất tác dụng lên đấy, người ta chỉ cần tác dụng lên đúng cái vị trí đấy thì nó cân bằng. Bây giờ anh lấy ví dụ như là ở đây có điện thoại của bạn nào đấy chẳng hạn. Là các bạn nhìn này. Điện thoại của em à? Bây giờ em nhìn nhé, ví dụ nhé, đây anh kiểm tra trọng tâm này. Đấy, chúng ta ví dụ nhé. Các bạn tưởng tượng là bây giờ có phải trái đất sẽ tác dụng lên cái điện thoại này vào đúng vào trọng tâm không? Đúng không? Ví dụ anh để cái tay ở đây đúng không? Để một ngón ở đây. Đấy. Đây, anh để mà nó đứng yên như này thì chứng tỏ tay anh để đúng trọng tâm, đúng không? Hiểu vấn đề không? Đấy, bây giờ ví dụ anh thử để ở đây xem, anh thả ra mà nó vẫn rơi thì chứng tỏ không đúng trọng tâm, đúng không? Anh nghĩ là các bạn nghĩ chỗ này đúng trọng tâm chưa nhỉ? Đúng rồi. Đấy, các bạn hiểu thế nào là trọng tâm nhỉ? Đấy, ví dụ như những cái hình như thế này thì thường thì nó sẽ ở đâu? Nó gọi là tâm đối xứng, nên cái dòng này nó ghi là chữ tâm đối xứng này. Nhưng các bạn hơi dài đúng không? Hiểu vấn đề không? Ví dụ anh lấy cái tờ giấy này chẳng hạn, tờ này thì nó dễ nhìn hơn này. Đấy, thế ví dụ đây các bạn nhìn nhá. Ví dụ giờ đúng một ngón tay, như này là đúng tâm chưa? Chưa đúng lắm đâu. À, cân thì bây giờ nó đang bị lệch bên này nhiều hơn đúng không? Đẩy lên đây một tí. Đấy, thấy chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Hiểu câu chuyện chưa? Vừa anh để như này nhá, là nó vẫn trôi đấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái lực gì sẽ giữ nó lại biết không? Chính xác, lực ma sát nghỉ nhá. Đấy, còn đẩy lên một tí, bạn thấy đẩy lên một tí. Thấy chưa? Thấy nó cân bằng chưa? Hiểu câu chuyện chưa? Đấy. Thì đấy chính là trọng tâm. Ở đây thì anh có minh họa cho ví dụ cái đường tròn như này thì nó tâm ở giữa thôi. Nhưng cái búa này thì có hình như làm gì có trục đối xứng. Có hiểu vấn đề không? Đấy, và mấy ông làm TikTok hay mấy ông làm xước ấy là người ta sẽ phải nghiên cứu cái vật thể đấy nó rất là kỹ để người ta tìm được đúng cái trọng tâm. Để người ta cứ nghiêng đúng cái kiểu đấy là nó đứng được. Rồi, ok chưa? Cả lớp đã hiểu cái trọng tâm chưa? Ông chú cân bằng rồi, ông chú cân bằng. Rồi, ghi hai nhỏ trọng lượng. Đấy. Trọng lượng ở đây khái niệm nó khác so với ngày xưa học này. Trọng lượng. Nào. Trọng lượng. Ngày xưa là phải học lực hấp dẫn đấy, bây giờ học có trọng lực thôi. Tí nữa các bạn anh dạy thêm cho bạn lực hấp dẫn. Đấy. Để tính lực hấp dẫn là thằng Phong BD nhá. Được chưa? Nào, trọng lượng nào. Trọng lượng, nghe này. Khi vật đứng yên trên mặt đất, trọng lượng của vật sẽ bằng độ lớn của trọng lực. Đấy, nhớ là phải điều kiện nó phải làm sao các bạn? Đứng yên. Nó chuyển động thì trọng lượng nó khác đấy. Đấy. Sao thằng nào nói chuyện nhiều ấy?
Thế sao? Hai này ngồi tâm sự nhau ghi bài Dương Linh ấy ra. Nói nhiều thế à? Tí nữa tính lực hấp dẫn của hai thằng đấy. Thằng Duy Nam và thằng Hoàng đúng không? Đức Trung đúng không? Hoàng Đức Trung. Nào ghi bài chưa? Hay lấy bút thôi. Mày cứ đi học phá lớp à? Xúc quật quá rồi. Bẻ hết hai cái bút của mình. Chia hết luôn là chẳng bẻ. Nào, trọng lượng nhá, các bạn nhớ ở đây phải có điều kiện nhá, nhắc rất kỹ rồi, phải đứng yên. Bởi vì theo cái thuyết tương đối của ông Einstein ấy, tức là trong vật lý hiện đại ấy, là khi vật mà di chuyển thì cái khối lượng nó sẽ không được giữ nữa. Tất nhiên là với cái điều kiện của chúng ta thì cái tốc độ của chúng ta không ăn nhầm gì. Nhưng mà khi mà gọi là vật lý hiện đại ấy, người ta có đạt được những cái tốc độ gần tốc độ ánh sáng, hay là những con tàu vũ trụ, hay là người ta đưa được con người lên, thì người khi mà các bạn thấy là các bạn nghe cái môi trường không trọng lực chưa? Đúng không? Thế tại sao lên đấy không còn lực hút nữa? Đấy, hoặc là cái lực của chúng ta làm sao cái gia tốc của chúng ta nó cân bằng lại với cái lực hút của trái đất, nó không còn nữa. Thì lúc đấy các bạn đứng lên cái cân nó cũng không có trọng lượng, hoặc trọng lượng nó bị sai. Hay đơn cử như các bạn thấy và các bạn hỏi trọng lượng của chúng ta. Ví dụ là các bạn ở đây phong chẳng hạn 90 cân à? Đó, em mới có 80 cân, anh cứ cho là làm tròn là 80 cân. Không, thằng Phong là 80 cân. 80 cân mà các bạn nhân với 10, tức là ở trọng lượng nếu bạn ấy đứng ở trái đất có phải là 800 Newton đâu. Nhưng lên mặt trăng câu chuyện nó lại khác. Đúng không? Hoặc là bạn ấy đơn giản là bạn ấy không đứng yên mà bạn ấy di chuyển, chắc chắn là không cân được. Có đúng không? Hiểu vấn đề không? Đấy, di chuyển là câu chuyện nó khác. Nó sẽ không thể đứng lên cái cân để đo được, mà nó phải là có những cái phép toán cụ thể. Thì chúng ta học định luật 2 Newton rồi. Các bạn có F bằng M nhân A đúng không? Đấy, các bạn phải tính, nói chung là tính gián tiếp. Đấy chưa? Phải tính gián tiếp. Ok. Thế thì các bạn ghi cho anh, ở gần mặt đất thì giá tốc rơi tự do có giá trị gần đúng là như thế này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ nhá. Đấy. Nào, chúng ta sẽ cùng ghi cho anh ví dụ. Đấy, trước khi ghi cái chú ý chúng ta ghi cho anh ví dụ. Nào ví dụ này. Sao thằng này ăn đập rồi. Không thì nó lại thấy tự dưng sao lại về 10 triệu tiền học. Bố mẹ lại hốt hoảng. Bảo đi học thằng con về báo đập điện thoại rồi. Có được cái bút của anh đâu nhỉ? Lấy đây à, đây rồi. Nào, ví dụ này, đo trọng lượng của một vật ở địa điểm trên trái đất. Đấy, người ta cho G bằng như thế này. Đấy, thì các bạn nhớ là cái G này nó sẽ tự thuộc vào gì nhỉ các bạn nhỉ? Hôm trước học rồi, G sẽ phụ gia tốc rơi á, gia tốc của trái đất ấy, gia tốc trọng trường đúng không? Gia tốc G phụ thuộc vào cái gì? Thứ nhất là độ cao, cái thứ hai là vị trí địa lý nhá. Vị trí địa lý. Nhất là độ cao và cái thứ hai là vị trí địa lý. Và người ta thu được P ở đây bằng bao nhiêu các bạn? P bằng 9,8 Newton. Nếu đem vật này đến một cái nơi địa điểm khác có gia tốc là như thế này thì khối lượng và trọng lượng của nó đo được bằng bao nhiêu? Ok. Câu chuyện của chúng ta rất là đơn giản. Nào, chúng ta cùng nhìn cho anh. Đầu tiên các bạn đồng ý với anh là P1 của chúng ta đang bằng 9,8 không? Tại nơi thứ nhất không? P1 là 9,8 Newton không? Thì P1 theo công thức vừa nãy là P1 sẽ bằng M nhân G, G1. Nói chưa? Nào Phong. Nói bậy. Vừa nói gì mày vừa nói gì? À đây à, thằng Nam nói à? À đây. À đây à. Vũ Duy Nam buổi đầu đi học nói cái gì ấy, nói D sao sao cụ mày đúng không? Đây điền vào đây là D sao sao. Xin nhưng mà vợ ghi lý do vào Phương Linh, ghi lý do cho anh à.
anh không trách cái gì cả, nhưng anh cứ tổng hợp lý do vào đấy, cuối tháng ra cuối năm review lại những lý do của các bạn, nó sẽ vui. Nào, như vậy chúng ta sẽ có là m sẽ bằng nhân 9,8 đúng không, sẽ bằng 9,8, thì các bạn sẽ suy ra được m bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 9,8 chia 9,8 bằng 1, đơn vị là gì? Kg. Vậy các bạn thấy này, nếu cái vật này mà mang đến địa điểm khác thì khối lượng nó có thay đổi không? Khối lượng không đổi nhá. Các bạn thấy là m của vật, ghi cho anh là m vật luôn bằng 1 kg nhá, m của vật luôn bằng 1 kg. Còn cái thay đổi ở đây chính là gì? Gia tốc thay đổi thì dẫn tới cái gì thay đổi? Trọng gì? Trọng lượng. Đấy, cái thay đổi ở đây là trọng lượng nhá. Thế thì các bạn sẽ tính cho anh là P2 sẽ tính như nào? P2 sẽ bằng bao nhiêu? P2 sẽ bằng M2 nhân G2. À, sorry các bạn, bỏ M2 đi. M nó vẫn không đổi nhá. Các bạn nhớ nhá, M luôn bằng 1 kg. Nên P2 sẽ bằng M nhân G2, tức là bằng 1 nhân với 9,78. Vậy nó bằng 9,78 Newton. Đấy, có hiểu câu chuyện chưa? Nhớ chưa? Đấy, như vậy thôi. Đấy, khối lượng của nó, trọng lượng của nó. Đấy. Vậy cả lớp đã hiểu cái ví dụ này chưa? Rồi, nào chúng ta đến với phần chú ý nha. Nào, chép đi. Nào. Một nhân 9,78. Chú ý, trọng lượng của vật thay đổi khi đem đến nơi có gia tốc tự do khác nhau. Còn khối lượng là đo lượng vật chất của vật, vì vậy khối lượng của vật không thay đổi. Đấy, nó đã giải thích rất rõ ràng rồi. Đấy. Sẽ có cả bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm cho các bạn rèn luyện. Lại vở mới à? Mỏng quá. Để cách ra hẳn một trang đi, nhìn vở các bạn để cách ra khoảng một trang đi. Bạn ghi xong chưa? Đây. Tách cho xem nó nói nhiều rồi. Này ngồi hẳn hoi lên. Anh em thì chữa thằng Đinh đấy anh. Thằng nào? Mình bố láo. Kệ nó. Anh xử lý hết rồi. Không phải việc em lo. Tất cả là bạn nào nghỉ, bạn nào đến muộn, những thứ đều có báo phụ huynh hết rồi. Tuần vừa rồi xử quá nhiều trường hợp học sinh nói dối rồi. Quá nhiều luôn. Xong chưa? Nhìn anh có cái tab ở đây làm hoàng khó. Đấy, tắt đi. Không sao. Anh không cần dùng pad nữa rồi. Anh chỉ điểm danh đầu giờ thôi. Còn thỉnh thoảng ghi, ví dụ thằng mấy thằng nói bậy thì viết thêm mà nó nhanh. Về tab là các bạn đang chép bài, tab cái tab này sang lại ghi lại không hay, quay clip lại không hay. Đấy, nào xong chưa? Cả lớp xong câu này chưa? Rồi, nào link ra xem ở kia cái phiếu anh in cho các bạn ấy để dập xong rồi mang vào các bạn để theo dõi cho nó dễ. Rồi. Bây giờ trước khi sang phần 2 lực căng, các bạn có muốn anh giảng thêm cho một chút về lực hấp dẫn không? À,
nào, ghi bổ sung kiến thức lực hấp dẫn này. Đấy, bổ sung kiến thức về lực hấp dẫn. Đấy. Về lực hấp dẫn. Đấy. Như vậy các bạn thấy từ nãy giờ nhá, chúng ta học nhá. Nào, từ nãy giờ chúng ta học lực hấp dẫn là gì? Là một lực trọng lực là một loại của lực hấp dẫn. Có hiểu không? Trọng lực là một loại của lực hấp dẫn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hình dung đi cho anh là lực hấp dẫn này. Lực hấp dẫn đánh dấu sao? Lực hấp dẫn. Hai chấm. Là lực hút xuất hiện giữa hai vật có khối lượng. Đấy. Tức là cứ mang hai vật, hai cá thể có khối lượng thì như vậy nó sẽ có lực hấp dẫn. Đấy, cụ thể bây giờ anh sẽ lấy ví dụ, công thức và ví dụ để các bạn cùng tính cho nó vui nhá. Tính cho nó vui. Đấy. Tính cho vui. Công thức. Nào, F hấp dẫn bằng G to nhá, nhân với M1 nhân M2 chia cho R bình. GM1 M2 chia cho R bình. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải thích. À, nó bị làm sao? Cái giấy thì nhét giấy vào nó sẽ tự in chứ. Nhét giấy vào nó sẽ nhận. Sao phải tắt? Sao phải tắt? Tắt nhỉ? Đấy, xem nào. Nào, con giải thích cho anh nào. Đấy, bây giờ anh. Hai vật của khối lượng. Sao máy lại tắt? Đợi một chút nó tự rút chứ. À, em tắt máy thì em bảo rõ em ấy mới được có hai bản đúng không? Giải kia chưa được hai bản. Bản này chưa được à? Ui. Nhìn lỗi, em thấy đỏ với là tắt luôn. Nào mấy bạn tự đi. Nào, bây giờ anh sẽ giải thích các đại lượng nhá. Anh nghĩ các bạn cũng đoán được nó là cái gì. M1, M2 là gì các bạn? À, khối lượng của vật đúng không? Khối lượng của hai vật. Đơn vị sẽ là gì? À, kg, đơn vị chuẩn nhá. Là Duy Nam cái thằng buổi đầu học nói lắm ấy. R. R là gì các bạn? Sai rồi, nó là khoảng cách giữa hai vật nhá. Khoảng cách từ tâm tới tâm. Đấy, tâm đến tâm. Đấy, từ tâm đến tâm, từ tim đến tim ấy. Đấy, tí mới đo khoảng cách của phong BD nó mới ra. G. G cái này thì các bạn chắc là không biết rồi. G này G to không phải G bé. G này là gọi là ra, gọi là gì nhỉ? Hằng số hấp dẫn ạ. Hằng số hấp dẫn. Đấy. Hằng số hấp dẫn. Đấy. Cái hằng số hấp dẫn này thì lấy đâu ra các bạn không cần nhớ nhá. Tất cả đều trong máy tính của bạn. Cái này mở ngoặc ở trong máy tính nhá. Trong máy tính. Nào các bạn ơi, các bạn mỗi bạn một câu là lớp nó thành cái chợ ngay. Cứ để anh nói nhiều nhở. Thế anh để anh xem đứa nào nói bây giờ ghi luôn, đuổi luôn. Cứ nói đi thằng trắng cứ. Nào bây giờ các bạn nhìn này, chúng ta chỉ quan tâm đến thứ nhất là kiến thức ở trên này. Học rất nhanh như tí này giải lao thì nói chuyện với nhau rồi sao? Cứ đùa đùa cợt cợt nói một vài câu học lại không hiệu quả. Nào chúng ta nhá, cái gọi là cái chu trình của lớp nó cũng rất là ấy thôi, học lúc đầu ít hiệu quả. Xong các bạn giới thiệu các bạn khác đến học đông, đông xong lại không hiệu quả, xong lại nghỉ, nghỉ xong lại quay ra hiệu quả, xong rồi sau lại đông. Nhưng mà anh không muốn chúng ta bị cái chu trình đấy. Thà anh kích luôn những cái đứa mà nó mất trật tự ra thì nó ấy hơn. Thấy chưa? Thấy chưa? Nào bây giờ các bạn này, tức là các bạn có máy tính mà có nắp như này này.
thì các bạn sẽ tra rất là dễ, đúng chưa? Đấy, thằng số này là 39 thì các bạn ấn shift 739 là ra cái g cho anh đọc là bao nhiêu. Đấy, em bấm được rồi đúng không? À, 6,67 nhân 10 mũ trừ 10 11 đúng không? Đấy, sắp xỉ bằng 6,67. Đấy, máy tính xịn nó ở chỗ nào? Shift 71 á? Nó ở hằng số chung à? Ok. Rồi, như vậy còn máy tính 580 thì các bạn bấm shift 7 ấn 1. Đấy, ấn 1 xong nhìn cái chữ đấy, còn không nhớ số 7 làm gì, nhìn cái chữ đi. Được chưa? Ok. Đấy, Trang bấm được chưa? Vừa nói không? Shift 7 1. Nhìn thấy G chưa? Nhìn thấy G bao nhiêu thì lấy ở đấy. Được chưa? Bấm ra đây nha nên. Bấm cho nó quen đi. Hãy ngồi ngắm xem mình học có xinh không ạ? Hả? Mét. Mét chuẩn rồi là mét. Không có máy tính thì mày đáng đi về. Shift 7, shift 7 nha em nhìn này. Chữ constant là hàng số ấy, những cái hàng số máy tính nó lưu thì mình ấn số shift 7, nó nhập cái mã số vào 39 bằng bằng. Đấy, thấy chưa? Hiểu chưa? Nào, xong chưa? Xong chưa? Thằng nào không biết bấm? Mày không có máy tính à? Con nhìn này, shift 7 được chưa? Nó nhập hàng số vào, hàng số đây là 39. Lấy ở đâu? Lấy ở nắp rồi. Lấy cái nắp máy tính ấy. Đấy, 6,67 nhân 10 mũ trừ 11. Đấy, nhưng bạn nào mà một là bóc cái đấy ra, dán phao vào các thứ, nói chung là hệ quả thì bây giờ không có. Cái đấy thì em bấm, tức là bây giờ mình phải biết đọc tiếng Việt. Được chưa? Mình bấm shift 7. Mình thấy cái chữ hàng số chung không? Nhập số 1. Đấy, xong tự tìm ra. Nào, máy 580 nhá. Nghe. Máy 580 thì nó ở đâu? Nào, máy 580 nhá. Thì các bạn ấn shift 7. Tại sao shift 7? Bởi vì các bạn thấy trên cái số nút số 7 ấy, nó có chữ hằng số không? Có chữ con ST đúng không? Con này là viết tắt của chữ constant. Đấy, đúng không? Constant tức là hằng số. Đây là những cái hằng số mà máy mình lưu. Đấy, người ta chỉ hiện cái chữ này thôi. Thì mình bấm shift 7. Xong rồi mình thấy là có cái chữ hằng số gì nhỉ? Hằng số chung đúng không? Thì bấm số 1 hằng số chung vào thì thấy cái chữ G thì nhập chữ G ra. Hiểu chưa? Ok chưa? Đấy, vậy thôi. Nào, xong này. Nào, bây giờ chúng ta ví dụ nhá, nhanh này. Chưa, phát đi, thôi phát cũng được. Nào, ví dụ 1. À, ví dụ vui. Hình như ở lớp mình có mẹ thằng nào tên là vui, bọn này cứ réo réo rồi. Bà, thế mà cũng vậy đấy. Nào, chúng ta sẽ cùng làm một ví dụ không buồn. Anh sẽ phải nói giảm nói tránh đi nhá các bạn nhá. Nào, chúng ta có bạn bạn phở BD. Anh bây giờ làm nói giảm nói tránh hết. Hiểu chưa? Bạn phở BD. Đấy. Bạn phở BD. Đấy, nặng 80 kg. Đúng không? Đấy, 80 kg. Tất nhiên bạn này anh mở ngoặc là giấu tên nhá các bạn. Chúng ta phải giữ cái bí mật bạn ấy BD lại. Giấu tên. Bạn phờ giấu tên. Đấy. Đấy. Nặng 80 kg. Đấy. Bạn muốn giấu tên à? Giấu phải gì chứ đúng không? Rồi ok. Thế mới chất em.
bạn muốn tính lực hấp dẫn của bản thân đấy. Đấy, với bạn nào với bạn Duy Nam à? Rồi với bạn Duy N giấu tên, chúng ta phải tôn trọng các bạn. Duy N là bạn có đặc điểm ở đây là anh giấu ấy, nó một là nói nhiều với cả hay nói bậy. Được chưa? Bạn này bao nhiêu cân nhỉ? Bạn Duy N à, bao nhiêu? Gần 70, cứ cho là 69 đi. Được chưa? Đấy. Đấy bạn hồ đề. Bây giờ chúng ta sẽ tính ép hấp dẫn hai bạn nhá. Đấy. Ép hấp dẫn hai bạn. Bây giờ giả sử bây giờ các bạn hình dung là bây giờ chúng ta tính cái khoảng cách hai bạn ấy thì bây giờ phải cho hai bạn ấy gọi là mặt đối mặt như này. Đấy, như này. Đấy, thì anh cứ coi như là khoảng cách giữa tâm với tâm đây này, giữa cái tim này. Đấy. Đây giữa tim của bạn này. Với tim của bạn này. Đây khoảng cách là bao nhiêu cm đây? Anh đoán ở đây cứ cho nó ôm nhau đi, vòng tay qua. Đấy, con này vòng qua eo. Đấy, ví dụ thế. Thì cái này nó sát sát như này thì cứ coi như khoảng 10 cm đi. Đấy. Đấy. Mở ngoặc. Hai bạn chỉ cách nhau cái lồng ngực. 10 cm này mày. Cách nhau. Đấy. Anh cứ coi là 5 cm đi. Đấy thì sau khi tóm tắt đề bài xong ta có r bằng 5 cm. Chúng ta phải đổi ra mét nhá. Là 0.05 m. Đấy. Cái gì nữa nhỉ? M1 bằng bao nhiêu? 80 kg. M2 bằng bao nhiêu? 69 kg. Thế thì ép hấp dẫn ở đây gọi là ép hấp dẫn Pn sẽ bằng bao nhiêu? Đấy. G nhân M1 M2 trên R bình bằng nào 6.67 nhân 10 mũ trừ 11 nhân với bao nhiêu đây? 80 nhân với 669 chia cho 0.05. Đấy, các bạn tính ra cho anh xem bằng bao nhiêu nào. Em cứ tính đi, tí thằng Phong ghi đầy đủ bài vào vở. Tí lại cắt lên TikTok có thứ Phong. Bạn phờ đấy. Sao không bình à thằng này đấm. Anh biết quên đấy, anh ghi công thức chỗ này anh để ý xem bạn này. Các bạn phải chủ động chứ. Sao thằng Nam cứ tính kiểu gì là 1, bao nhiêu? Tính là noi à, đấm cho trận. Bao nhiêu? À 1.47. 1.47 nhân 10 mũ trừ 4 newton. Đấy, các bạn tính cho anh nhá. Xong bây giờ anh sẽ nói chuyện với cái con số này, lực hút này là lớn hay bé. Được chưa? Anh sẽ nói lực hút này là lớn hay bé. 1.47 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn hình dung như này. Bây giờ bạn Phong đang bạn Phờ đang hút bạn N. Như vậy là kết luận này. Phờ đang hút N. Với một lực là bằng 1.47 nhân 10 mũ trừ 4 newton. Cái này sẽ các bạn sẽ thấy là hút này có ổn không? Có. Lực này quá bé. Đấy. Quá bé, chia Phong quá bé. À quên. Quá bé. Đấy. Không thể hút được. Hút được N đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ tính xem là bây giờ bản chất là bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như bây giờ như là trái đất nhá, trái đất đang hút N.
đang hút nó, đúng không? Với một cái lực nó cỡ khoảng 690 newton đúng không các bạn? Còn chưa tính đúng không? Thế bây giờ các bạn thấy này, như cái lực này của trái đất này, lực cái trái đất này gấp bao nhiêu lần, gấp bao nhiêu lần phong hút? Nó gấp bao nhiêu lần? Các bạn lấy thử cho anh cái số này này, cái số 690 này chia cho anh. Đấy, gấp bao nhiêu lần? Khoảng cách càng xa thì lực hút càng bé chứ, nó nằm tỷ lệ nghịch cơ mà, em nhìn cái công thức chưa? Bây giờ nào, nó cỡ bao nhiêu? Này, 4,7 đi. 1 2 nhân 10 mũ 6. Sao lại 0.046? Em phải lấy 690 chia cho cái số này chứ. Mấy thằng này chia ngáo quá. Mấy thằng này không biết chia. Bấm như này, 690 chia cho 1.47. Ông chia xong ông nhân luôn đúng không? Biết ngay mà, nhìn nhân 10 mũ trừ 4. Cứ thằng nào mà bấm như thế bảo đi thi bảo sao sao học rốt nhá. Đấy, nó như thế này này. 4.7 nhân 10 mũ 6. Newton, à lần, gấp lần này lần. Hiểu chưa? Tức là lực hút của Phong ấy chỉ đủ hút được một cọng lông của thằng. Nào hiểu vấn đề chưa? Vậy bây giờ chúng ta cùng giải quyết cái bài toán cho bạn bạn F và bạn N. Thế bây giờ một là bạn F phải nặng hơn nữa. Bạn F phải nặng hơn nữa. Hoặc là phải tiến gần bạn N hơn nữa. Đấy, tức là mình phải giảm khoảng cách. Đúng không? Hòa quyện vào nhau thì mới ra mới không dẫn được. Rồi chứ để ra khoảng cách nó phải gần đến không thì may ra mới hút được nhau. Đấy, bạn Phờ rút kinh nghiệm nhá. Đấy. Ok. Rồi, như vậy là cả lớp đã hiểu thế nào là lực hấp dẫn và trọng lực chưa? Rồi, các bạn biết khối lượng trái đất là bao nhiêu? Nó phải cỡ gấp, đây này, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, cái khoảng cách của trái đất này thì các bạn cỡ tính như này, nó phải gấp hàng phải 10 mũi. Nếu anh nhớ không nhầm thì như là, nhưng mà chắc là anh nhớ nhầm đấy, vì không nhớ nổi. Cái con này hằng số nó không lưu. Nào, khối lượng trái đất nhá. Khối lượng trái đất. Đây là mật độ khối lượng của trái đất. Khối lượng của trái đất. Đây các bạn nhìn này, 5.97 nhân 10 mũ 24 các bạn ạ. Nhân 10 mũ 24, tức là những cái con số này nó to không các bạn? Các bạn nhớ là 10 mũ 9 nó là 1 tỷ. Hiểu chưa? 10 mũ 9 nó là 1 tỷ. Được chưa? Đấy. Trái đất, khối lượng trái đất đổi sang các khối lượng sau. Khối lượng trái đất sẽ gấp 81.3 lần khối lượng mặt trăng và bằng này 0.00031 khối lượng của sao Mộc, bằng 0.0105 khối lượng sao Thổ, bằng như này 0.0003 khối lượng mặt trời. Đấy, khối lượng mặt trời nó to nữa nhá. Được chưa? Đấy. Rồi, ok. Thôi, nói nhiều ấy. Nào, cả lớp đã hiểu chưa? Rồi nhá, ok, như vậy là... Rồi, nào bây giờ chúng ta nhớ này, từ nãy giờ chúng ta học đúng một công thức, đó là P bằng gì? M nhân G, đấy, là công thức tính gì đây? Tính trọng gì đây? Trọng lực, đấy, trọng lực. Còn công thức về F hấp dẫn, đã nhớ chưa? G, G nhân M1, M2, trên R bình. Rồi, ok. Nào thôi, tiếp tục nhá. Nào các bạn sang phần 2 la mã cho anh. Lực căng. Đấy. Lực căng. Lực căng. Lực căng dây đúng không? Cụ thể là lực căng dây. Đấy. Hôm trước anh nhớ là mấy bạn cao bá quát. Thi học kỳ có. Có không?
cuối cùng lại không có. Thế đề cương cuối cùng cái link cứ lên hỏi. Mấy bạn cao quát chẳng mấy bài dòng dọc thì chẳng là lực căng. Không có. Thế cuối cùng bảo anh làm căng ấy căng mắt ra. Nào nhìn ở đây. Tôi nghe nhá. Ghi luôn. Hoặc là các bạn có thể gạch trong phiếu của mình, nhưng mà vấn đề là nên ghi vào vở cho nó nhớ. Được chưa? Anh cho các bạn ghi ít thôi. Khi một sợi dây bị kéo, đúng chưa? Thì cả hai đầu dây, con phải gạch chân hoặc ghi rõ là cả hai đầu dây sẽ xuất hiện để chống lại cái lực kéo này. Lực này gọi là lực căng. Đấy. Các bạn này, các bạn thấy kéo cái hộp này có phải dây nó căng ra không? Đấy, lực căng dây. Đấy, nhìn hình vẽ này, căng trước căng sau này, đấy, các bạn nhìn rõ đây, lực căng. Lực căng này phải xuất hiện ở cả hai đầu, được chưa? Cái chỗ cả hai đầu này rất quan trọng. Nào. Lực căng dây được ký hiệu là chữ T, có mũi T trên đầu, gọi là vector T hoa. Điểm đặt là đầu mà dây tiếp xúc với vật. Phương thì trùng với sợi dây chính. Chiều hướng từ đầu dây và phần giữa của sợi dây. Đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đấy, chúng ta sẽ cùng vẽ hình cái thứ ra để chúng ta hiểu được cái câu chuyện này nhá. Đấy. Đấy đi, xong anh đặc điểm. Cái này có mấy cái ví dụ nhỉ? Các lực ma sát, lực ma sát nghỉ, ma sát lăn, ma sát thì nhiều bài lắm. Hệ vật, rồng rọc. Thắng sẽ là danh sách đầu tiên nếu mà gửi kích của lớp này. Nói chuyện nhiều rồi. Hả? Không, sáng thứ bảy đấy vẫn học đấy, không thì bị chậm chương trình ấy. Tại vì thứ bảy tuần trước nghỉ rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Nên là tuần trước nghỉ rồi nên tuần này thôi cứ học đi. Còn không bạn nào bận thì để anh sẽ sắp xếp hoặc là xem lại bài giảng thôi. Phải chưa? Anh nghĩ là vẫn học rồi, tuần trước đã nghỉ thứ bảy rồi, tuần này tự nhiên lại nghỉ tiếp thì ấy. Đấy, còn 31 thì bọn em trên trường có phải học không? Vẫn học đấy, thế thì chúng ta vẫn cứ học thôi, có gì đâu. Đấy, anh vẫn dạy, có gì. Nào, ok, bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ 1 nhá. Các bạn đã ghi xong đặc điểm chưa? Cái dạng này thực ra nó là cái dạng mà các bạn thấy đấy, nếu chúng ta học cái bài này rồi thì chúng ta được phân tích rất là kỹ. Còn các bạn chưa được học thì trên lớp có phải các thầy cô cứ cho hình vẽ xong bắt các bạn phải xác định không? Có đúng không? Đấy, nào lực căng dây T của cái bóng đèn nào. Nào con thấy này, một bóng đèn có khối lượng là 500g được treo thẳng đứng vào cái trần nhà bằng một sợi dây đang ở trạng thái cân bằng. Đấy, cận gạch chân giữ trạng thái cân bằng. Phong BD là thằng thứ hai nhá. Nói rất nhiều, cứ tập trung vào đi đó, các bạn tập trung vào cái bài giảng mình ấy, đang làm cái gì ấy. Biểu diễn các lực tác dụng lên bóng đèn. Nào các bạn thấy cái lực gì sẽ tác dụng lên bóng đèn? Đầu tiên là cái gì các bạn? À, trọng lực của trái đất sẽ hút xuống. Viết dài quá, vẽ ngắn thôi. Đấy, cái gì sẽ giữ nó lại? À, lực căng dây T. Lực căng dây T, được chưa? Đấy. Và lực căng dây T thì có phải là sẽ đồng thời cả hai đầu sẽ xuất hiện không? Cái này là T, T phẩy.
Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, nó làm cái sợi dây nó căng ra, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tính cho anh vẽ hình xong chưa? Cậu A vẽ hình rồi này, biểu diễn các lực này. Cậu B là tính độ lớn của lực căng dây T. Các bạn thấy lực căng dây T thì P có bằng T không các bạn? Nếu mà về mặt độ lớn ấy, V có bằng T không? Đấy, V bằng T hoặc T phẩy như này đúng không? Đấy, thì bằng M nhân G. Bạn tính cho anh bằng bao nhiêu nào? Bằng bao nhiêu? Các bạn phải đổi 500 gram thành gì các bạn? Thành 0,5 kg gram. Đấy, bạn có thể viết thẳng vào cái đều các bạn cũng được. Viết ra vở thì càng cẩn thận hơn. 0,5 G người ta không cho gì thì mình sẽ thành gì? 10. Vậy nó bằng bao nhiêu Newton? 5 Newton. Đấy. Thế nếu dây treo chỉ chịu tác dụng của giới hạn là 5,5 thì nó có bị đứt không? Nó chưa bị đứt, nhớ chưa? Nó chưa bị đứt. Đấy, các bạn nhớ chưa? Nó chưa bị đứt đâu. Đấy. Đấy, có hiểu không? Đấy, lực căng dây T đấy, vẽ. Đấy, các nhìn đúng cái đoạn trên này. Đấy. Vẽ cái bóng đèn sơ sơ vào. Vẽ xương xương vào. Vẽ vào thẳng đề cũng được, mà vẽ vào vở thì càng tốt. Nào, xong chưa? Đấy, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ sang nào, ví dụ 2. Lực căng dây T nhưng mà theo phương ngang như thế này thì nó sẽ làm sao? Đấy, ok. Đấy, các bạn có thể vẽ thẳng vào trong ấy cho anh nhé, vẽ thẳng vào trong phiếu, nếu ngại còn không thì vẽ ra vở là tốt nhất. Đấy, link với cả bài đi kiểm tra cho anh. Các bạn vẽ hình cái thứ như nào nhá. Tính lực căng dây T. Bạn nào không ghi bài, ghi thẳng vào cho anh. Không ghi kịp cái thứ mà ghi bài vào. Vẽ vào đấy cho anh nhờ. Vẽ vào phiếu cũng được, mà vẽ vào ấy cũng được, ghi cái tên phiếu của mình vào. Đưa vở đây, đưa lên đây xem nào. Thằng Phong đưa vở đây. Phong Bay đưa vở đây. Đây. À đây à. Thì cứ đưa vở đây. Đây à. Anh kiểm tra bài trước chứ. Này, cái dốc 30 độ nó vẽ thế. Phòng B đi.
Thằng Huy chuyên trị không ghi bài nhá. Về sẽ nút phụ huynh. Mày chuyên trốn học. Mọi thứ đã bị phanh phui. Xong chưa? Nào. Sao vẽ đến mùi nhìn à? Không vẽ được cái lực à? Nào có lực nào? Phải vẽ lực chứ. Đầu tiên nó có lực nào tác dụng vào cái vật nặng này các bạn? À, trọng lực P đúng không? Nào trọng lực P. Và trọng lực P này phải vẽ ngắn thôi, vẽ ngắn thôi. Trọng lực P này được tách thành mấy thành phần? Phân tích lực đúng không? Thành hai thành phần là thứ nhất là P gì đây? À, PX đúng không? Đấy, PX. Cái thứ hai là PY. Có hiểu không các bạn? Anh zoom to lên nhá. Nhìn có hiểu không? Tại sao chúng ta phải phân tích thành hai thành phần này? Bởi vì cái này nó nằm nghiêng, được chưa? Nên nằm nghiêng, nên chúng ta sẽ phải xét hai cái lực nó và góc alpha nó nằm ở đâu. Góc alpha 30 độ nó nằm ở đây đúng không? Đấy, thấy này. Nếu mà vẽ tất cả các lực tác dụng lên vật thì chúng ta có những cái lực như sau. Đầu tiên là P này gọi là PI. Còn P ngang ngang này gọi là P gì? PX. Còn cái nối này lên là gì? N. Đấy, còn cái lực quay về này là lực gì? T. Và dưới này là T. T phẩy. Hiểu câu chuyện chưa? Đấy. Nó có nằm cân bằng không? Có cân bằng. Đúng không? Thế thì ta sẽ từ hình vẽ luôn. Từ hình vẽ ta suy luôn ra. Ta sẽ suy ra này. Lực căng dây T này. T phẩy. Có bằng lực căng dây T không? Có bằng PX không? Đấy. Bằng PX. Mà PX bằng này. Bạn nhìn đấy. Trên cái hình này, góc alpha ở đây mà đối với góc alpha là thằng PX đúng không các bạn? Còn kề với cạnh góc alpha là PI. Thế thì PX ở đây sẽ bằng P đấy, vì là đối lên là bằng P nhân với sin alpha sẽ bằng MG nhân với cả sin của bao nhiêu độ? 30 độ. Đấy, anh chỉ gợi ý như thế là các bạn tính ra được đúng không? Thế thôi, chúng ta cùng gỗ này. Đấy. Đấy, viết xong rồi các bạn không thấy gì đúng không? 10 kg đây. Là nhìn rõ chưa? Các bạn ok chưa? Đấy, thay số vào. M là 10 kg nhân G là 9,8 à? Đấy, nhân sin của 30 độ. Đấy, thay số vào là xong, bằng bao nhiêu Newton? Hả? 19 à? 49 ạ. À? À 49. Rồi cả lớp chữa vào nhá. 49 Newton. Đó. Rồi. Nào anh vẽ này các bạn có hiểu không? Đấy, có hiểu tại sao chúng ta lại dùng sin chứ không phải dùng cos không? Ừ? Học lượng giác các bạn nhớ chưa? Đấy. Sin thì bằng đối trên gì đấy? Đối trên huyền. Nhớ chưa? Đấy, cái này là sin. Còn nếu tính PI thì phải nhân với gì? Đấy. Nếu tính PI thì nhân với cái gì nhỉ? Đây là gọi là ngoài lề thôi. Tại vì không phải ngoài lề đâu mà bài sau nó sử dụng luôn. PI bằng gì? PI thì sẽ bằng MG nhân cos, đúng rồi. Đấy, còn PX thì MG nhân sin, nhớ chưa? Đấy. Còn tất nhiên anh không bắt trình bày, tôi chỉ viết các bạn thế này thôi để cho hiểu thôi đã. Đấy, chứ đang học lực mà đi ngồi trình bày vào bài toán thì gắn độ gắn trục trước cái thứ nó mất thời gian, nó không hiểu. À xong chưa, để anh bắt đầu thu nhỏ lại nào. Xong rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 nhá. Wow, biết tại sao đen này không? Ổ cứng nó lỏng rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến câu đây. Phong giết cái gì?
Nó phong bên rồi. Ôi sao nó to ấy. À vừa lại mình zoom mà. Nào, một chiếc móc, à một chiếc áo có khối lượng 500 gram, anh đổi luôn là 0,5 kg, được treo vào điểm chính giữa một sợi dây lực căng ngang, dây bị trùng xuống, hai nửa sợi dây có chiều dài như nhau và hợp với nhau một góc 120 độ như hình vẽ. Biết lực biểu diễn, à, biểu diễn các lực tác dụng vào hình vẽ, và B là lý tính lực căng dây. Ok, chúng ta sẽ đi cái bài này. Đợt trước anh cho làm chưa nhỉ? Rồi, đúng không? Đấy, bây giờ làm lại một lần nữa thôi. Nào, chúng ta cùng biểu diễn nhá. À, lấy màu đỏ đi. Đầu tiên các bạn sẽ có là cái gì đây? Lực căng dây T gì đây? T1, bên này là T gì? T1 phẩy. Cái này là T gì? T T2. Đấy. Cái này là T 2 phẩy. Nào cả lớp có hiểu không? Có hiểu cái cặp hình này không? Được chưa? Đấy, có hiểu cái cặp này tại sao có cặp hai cặp T không? Bởi vì nó bị trùng ở giữa sợi dây. Cái sợi dây nó bị căng về hai hướng. Hiểu chưa? Nó bị căng ở hai hướng. Nên chúng ta phải vẽ hai lực căng dây T. Đấy. Còn ví dụ ở kia mấy bài trên này chẳng hạn thì nó căng về mấy hướng? Nó kéo dây có một hướng thôi, đúng chưa? Cái này dây căng hai hướng. Đấy. Nào, bây giờ các bạn thấy này. Ở đây thực ra thì anh cũng đã tính được rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vẽ nốt một cái lực nữa mà tác dụng vào cái áo, là lực gì các bạn biết không? À, trọng lực P. Ok. Đấy, trọng lực P. Nào. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ ghi là cái áo đang ở trạng thái gì các bạn? Cái thái cũng đang ở trạng thái cân bằng. Đấy, vậy suy ra ta có các cái lực cộng lên nó là F1 cộng T1 chứ các bạn. T1 cộng T2 cộng cả P bằng bao nhiêu? À, đang cân bằng nên nó phải bằng 0, đúng không? Đấy, T1 cộng T2 cộng P đang bằng 0. Đấy. À, cả lớp có đồng ý nó bằng không không? Tại sao nó bằng không? À, nó có chữ nằm cân bằng. Có cân bằng, có chữ cân bằng nghĩa là hợp lực phải bằng không. Nhớ chưa? Hợp lực tất cả bằng không. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là suy ra ở đây là T1 cộng T2 có phải bằng P không các bạn? Thêm dấu trừ thôi. Đúng không? Đấy, thêm dấu trừ thôi. Đấy. Thế thì ở đây các bạn một phát nữa là ra này. Là cả lớp đã hiểu nó này chưa? Bây giờ dùng toán học cái là ra này. Bây giờ có phải là độ lớn của vector T1 cộng T2. Đấy, vector T1 cộng T2 bằng độ lớn của P không các bạn? Đúng chưa? Đấy, bằng độ lớn của P. Tức là hai cái thằng này mà hợp lực với nhau các bạn. Hai thằng T1 và T2 mà hợp lực với nhau ấy, nó sẽ ra một thằng gọi là thằng T. Đấy, T12 chẳng hạn. Thì cái T12 này nó có bằng với B không? Có. Thế thì chúng ta công việc của chúng ta chỉ còn tính như này thôi các bạn ơi. Bình phương hai vế đấy, ta có P bình bằng cái gì? Đấy, T1 bình cộng T2 bình cộng 2 lần T1 nhân độ lớn của T2 nhân cốt của góc xen giữa là bao nhiêu độ? 120 độ, đúng không? Đề cho 120 độ rõ ràng như hình vẽ rồi. Và bằng P ở đây là P bình phương. Nào cả lớp có hiểu đoạn này không? Một phát nữa là ra rồi. Ok chưa? Đấy, cái công thức như vậy thôi, hàng đẳng thức thôi. Thế thì các bạn thấy ở đây đồng ý là T1 có bằng T2 không? Độ lớn là bằng nhau, đúng chưa? Đấy, thì ta sẽ có là T1 bình này cộng với T2 bình là T bằng 2T1 bình. Chỗ này là thành mấy các bạn? Chỗ này là thành trừ T1 bình. Tại sao? Bởi vì cốt 120 độ các bạn bấm ra xem có phải âm 1 phần 2 không? Âm 1 phần 2 nhân 2 có phải bằng trừ 1 không? Đấy, thì nó ra như này. 2T1 bình trừ T1 bình có phải bằng T1 bình không? Vậy tóm lại là T1 bình bằng B bình. Vậy thì suy ra T1 bằng T2 bằng P bằng M nhân G. Đấy, độ lớn nó có như vậy thôi. À, G nó cho bằng 10, 9,8 các bạn nhỉ?
9,8 à, thì chúng ta sẽ có là 0,5 đấy nhân với 9,8 thì có phải bằng 4,9 m/s không? À 4,9 N không? Đấy. Đơn giản vậy thôi. Đấy, xong cả IA IB chưa? Rồi. Có hiểu không? Kể cả góc khác chúng ta cũng làm được như vậy nhá. Đấy. Nào, chúng ta cùng xem lại cái bài này. Các bạn chữa xong hết chưa? À, anh cho các bạn 2 phút nữa để chữa xong hết và anh giảng lại bài này một lượt nhá. Ơ, nó bị mất à? Nó bị nhảy à? Cái này nó bị một cái lỗi là cắm nhiều thứ quá vào, nó bị rối cái loạn cái máy. Nào cả lớp nhìn cho anh vào con này. Nào đầu tiên, cái áo đang ở cân bằng nên hợp lực lên tất cả các cái áo là bằng 0. Thế sau khi vẽ hình xong ta phát hiện là trên cái áo có T1, T2 và P, đồng ý không? Đấy, lực căng lên bên này, lực căng lên bên kia, lực P. Và nó bằng 0 thì ta chỉ việc chuyển vế sang, à như vậy là T1 cộng T2 cộng vào bằng trừ P. Tức là lực bên này và lực bên này là hai lực làm sao? Hai lực cân bằng. Thì nó cùng phương ngược chiều, cùng độ lớn. Và cái tôi cần ở đây chỉ là độ lớn thôi. Thế thì sau đó giải quyết độ lớn bằng cách tôi cho T1 cộng T2 bình phương lên, P bình phương lên. Đấy, T1 bình cộng T2 bình cộng 2 lần T1 T2 nhân cos của góc xen giữa. Các bạn đã thạo cái công thức này chưa? Công thức này nó ở trong tích vô hướng cũng có đúng không? Đấy. À, nó gần. Hôm trước có mấy bạn nhầm đấy. Bạn hình như bạn Minh nhầm đúng không? Đấy. Tức là bạn nhầm sang định lý cos. Trong định lý cos của tam giác thì chỗ này là dấu trừ. Đấy. Nhưng mà các bạn nhớ nhá. Cộng vector nó vẫn là dấu cộng. Nhá. Bình phương. Bằng P bình. Hiểu chưa? P bình thì chúng ta đã biết P chưa? Biết rồi mà. Đúng không? Thế các bạn thấy ở đây này, chúng ta giải thích ở đây là T1 do cái lực căng dây nó phải dàn đều với hai bên. Đúng không? Nó chính giữa cái sợi dây nên lực căng dây T phải dồn đều vào hai bên, thế tao có T1 bằng T2. Thế chỗ này T1 bình cộng T2 bình thì T1 cái này anh sửa thành T1 được không? Thành T1 bình cộng T1 bình là 2T1 bình. Trừ đi T1 bình vì sao? Vì T1 nhân T1 ở đây là có phải T bình không? Và cái này là -1/2 nhân 2 thành -1. Đấy, T1 bình bằng T1 bình bằng P bình. Vậy thì suy ra độ lớn của T1 sẽ bằng T2 bằng P bằng M nhân G bằng 4,9 N. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Rồi. À, như vậy chúng ta sẽ còn một ví dụ nữa nhá. Một ví dụ nữa rồi giải lao này. Một ví dụ nữa. Chưa kịp không các bạn? Phong hôm nay hơi cay ấy. Về bảo mẹ, con không hiểu nữa đâu. Anh cứ bảo con biết đi. Giống như ông Hải bảo đi về với mẹ. Con thích mẹ thêm ăn đi. Nào, đây là P. Bài này giống bài kia không? Nó giống bài ví dụ 2 mà. Có cái điều là hình nó ngược lại. Đúng không? Mình lại phải phân xp thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất là gì? À, PXPY. Thành phần này phải đúng vuông góc nha. À, vuông góc. Đấy, chạm cái này. Chạm cái này. Thành phần thứ hai là song song. Đấy, các bạn nhìn thấy nó song song chưa? Đấy, song song đến đây. Cảm giác đến đây vẽ được. Đấy. Vẽ tuyến tuyến ra. Đấy, được chưa? Hình đẹp chưa? Ok chưa? Đấy. Cái P ngang ngang này bao giờ người ta cũng gọi là PX. Còn P thẳng đứng này là P gì? PY. Đấy. Và chỗ này sẽ có lực căng dây gì? Lực căng dây T. Đấy. Đấy. Nhìn vào hình vẽ thì bây giờ nó có ma sát thì câu chuyện lại khác nhá. Ma sát lực căng dây lại khác. Nào bây giờ tóm lại là bây giờ các bạn thấy T bằng cái gì các bạn? Độ dài của T đang bằng cái gì? Bằng P, PX, đúng không? À, PX vừa lại này, cái góc alpha đây. Đấy, góc alpha đây. Đấy, PX lại là đấy. Vậy thì PX có phải bằng là P nhân với sin cos alpha nhỉ? Lại cos rồi, trả lời bừa này.
sin alpha, thấy chưa? Alpha đây nó bằng bao nhiêu độ đây? 30 độ, 15, ủi giống hệt cái bài trước. Vậy chúng ta có 15 này, mg 15 nhân 10 này, nhân với sin của 30 độ này, các bạn ra được bao nhiêu nhỉ? Có phải 75 newton không? Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái phần đầu tiên với bộ hai lực mà chúng ta đã vừa học xong. Một là trọng lực và lực hấp dẫn, và bộ thứ hai là lực căng dây T. Cả lớp đã hiểu bài chưa? Lực căng dây T phải xuất hiện. Vẽ như này là còn thiếu đấy, nó phải còn thằng T gì nữa các bạn nhỉ? T phẩy. À đúng rồi, T phẩy chỗ này nữa nhá. Đấy, các bạn nhớ đây cho anh bằng cái T phẩy này đây. Rồi, chúng ta cùng giải lao nhá. 15 phút thôi.